Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, kêu thấu trời xanh, vận may liên tiếp, niềm vui gấp bội, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu thả ga, an nhàn sung sướng nhất họ, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý khán giả luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, vì vậy, cuộc sống của mỗi người dù khó khăn đến đâu, nhưng chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì chắc chắn sẽ có đường đời thuận lợi, mọi sự như ý, phú quý triền miên. Kỳ thực trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống ngay thẳng, minh bạch, rất thấu tình đạt lý, luôn nghĩ cho mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo hưng thịnh. Đặc biệt 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 này, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ lội ngược dòng số phận của mình. Khi được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường, họ sẽ đón nhận nhiều vận may vô cùng, làm ăn chúng lớn liên tiếp, giàu có ú ụ, tiền bạc kéo về như nước lũ, đổi đời nhanh chóng mặt. Vậy để biết được vận trình cụ thể 7 ngày tới tháng 6 âm lịch sẽ diễn biến ra sao, vận may bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên, ta cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm, họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng, suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh, quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu, thì chiến công càng vang dội hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống, họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực,
địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt của những chú hổ, cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành, Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo, họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người, do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng, họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là thời điểm khá bình ổn, hung cát tương hợp với người tuổi Giáp Dần, bản mệnh có một vài cơ hội phát triển. Nhưng cũng hãy thận trọng với cả những thách thức kèm theo, mọi thứ có thể chưa thật sự rõ ràng, tốt nhất nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân. Công việc nhìn chung tiến triển đều tốt đẹp ở thời điểm này, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn gẽ để không phát sinh sự cố. Khi giao tiếp với người khác, tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bằng không dễ rước họa vào thân. Vận trình tài lộc có thu có chi, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, thì sẽ mang lại thành quả lớn, tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ, vì vậy chớ nên chủ quan. Trên phương diện sức khỏe, thể trạng của Giáp Dần khá tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, dù vậy, bạn cũng nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Chuyện tình cảm ít biến động, người độc thân vượng nhân duyên khác giới, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Giáp Dần đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị, tuy nhiên để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Theo tử vi, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần tuy chưa thể gọi là có đột phá, nhưng cũng không gặp vấn đề nào quá lớn. Điềm báo tử vi cho thấy, nguyệt lệnh lâm thai, bản mệnh có một vài ý tưởng độc đáo, nhưng vì khâu chuẩn bị chưa thỏa đáng nên sức thuyết phục không nhiều, chưa được cấp trên đánh giá cao, do đó, vẫn cần có thêm thời gian, sự nỗ lực và đánh giá tình huống chính xác hơn. Thời điểm này,
Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn gẽ, để không phát sinh sự cố khi giao tiếp với người khác, tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bằng không dễ rước họa vào thân. Dù có tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Nhìn chung, bản mệnh có một vài cơ hội phát triển, nhưng cũng hãy thận trọng với cả những thách thức kèm theo, mọi thứ có thể chưa thật sự rõ ràng. Tốt nhất nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, khó khăn là không tránh khỏi trên con đường đi đến thành công. Song bạn cũng không cần phải quá lo lắng, vì mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn xuất hiện kịp thời, giúp bạn hóa giải nguy cơ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Dần có thu có chi, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lưu ý rằng, thời điểm này hầu như không có thứ tài, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là công việc chính, do đó, bạn cần tập trung làm tốt công việc của mình. Không tham lam ôm đồm quá nhiều việc phụ, bạn nên xác định điều gì là cần thiết hơn cả, ưu tiên dành thời gian cho nó, lúc đó, tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn. Riêng với người làm kinh doanh, để có thể làm giàu, bạn cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường, bạn cũng chớ nên ảo tưởng về năng lực của bản thân. Nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn, mà nên biết khả năng của mình đến đâu để lập ra những kế hoạch phù hợp, chớ chạy theo những điều phù phiếm mà dễ trước lấy thất bại. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do hung tinh nhập mệnh, vì vậy chớ nên chủ quan, cần đưa ra những lựa chọn sáng suốt trước khi quyết định đầu tư tiền bạc nhé. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại hay phát sinh tranh chấp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Phương diện sức khỏe của Giáp Dần nhìn chung bình ổn, ít triệu chứng ốm đau, bệnh tật nào nghiêm trọng. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bất an, lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Quan trọng là học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Dần được dự báo ít biến động, bạn cũng có thể tạm hài lòng với tình trạng hiện tại, người độc thân vượng nhân duyên khác giới. Bản mệnh đã có sự chủ động tìm kiếm và theo đuổi cơ hội hạnh phúc, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Giáp Dần đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều, nhất là khi có người chỉ có ý định tìm hiểu chứ chưa muốn tiến tới. Với các cặp đôi vợ chồng đã kết hôn, giữa hai bạn ít xảy ra mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, dù có xảy ra tranh cãi. Nếu còn thấy quý trọng mối quan hệ của hai người, thì bạn đừng ngại chủ động xuống nước, chấm dứt căng thẳng, thì bầu không khí gia đình sẽ sớm lại hài hòa như xưa. Sau đây là cẩm nang vượng vận, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Khẩu quyết, chỉ cần bản mệnh đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, thì sẽ mang lại thành quả lớn, xứng đáng với công sức và sự cố gắng của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu xám và màu xanh rêu. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới, từ ngày đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Dần khá sáng sủa với nhiều niềm vui nhờ có ấn tinh tọa mệnh. Thúc đẩy công việc sự nghiệp nên tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết cùng năng lực sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén, giúp con giáp này chiếm được thành tích đáng kể, không lo bị lép vế so với người khác. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đầu năm mới, tài chính không tới mức thừa thãi, nhưng đủ để bạn thoải mái chi dùng, tận hưởng những thú vui cá nhân, chính tài bình ổn, thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài bất ngờ,
Để tạo sự hứng khởi theo đuổi một công việc phụ hoặc tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này. Tình cảm lứa đôi dạt dào, thăng hoa, đây là cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Trách nhiệm, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau sẽ đưa lối tới hôn nhân một cách tự nhiên, thoải mái, chứ không hề gượng ép. Bạn thực sự biết mình cần gì, muốn gì và hạnh phúc với điều đó. Hãy tổ chức một vài bữa tiệc, chuyến đi dã ngoại, du lịch ngắn ngày trong tuần này để cùng người thân, người yêu, bạn bè vui vẻ bên nhau. Giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền, cơ hội có thể cùng nhau vui chơi và thân thiết không nhiều đâu, nên đừng ngần ngại cắt bớt một số công việc đi nhé. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới cho thấy, thái âm cát tinh giúp đỡ rất nhiều cho vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Dần, xoa dịu các mối quan hệ xã giao và giúp bạn kết nối với những người xung quanh một cách tốt nhất. Chính vì có nhiều mối quan hệ thân thiết, nên khi có khó khăn gì cũng được nâng đỡ, làm gì cũng được chỉ dẫn tận tình, không lo ngại bơ vơ, cô đơn chống đỡ một mình. Người làm chủ kinh doanh buôn bán gặp trở ngại về tài chính do nguồn vốn chưa thể thu hồi, nhưng tình trạng này không kéo dài lâu vì đã có thiên tài chủ mệnh, nên sẽ được bạn bè hỗ trợ và nhanh chóng lấy lại phong độ. Đúng là con giáp này ra đường gặp quý nhân, luôn có người đứng sau làm hậu thuẫn. Chuyện tình cảm gắn bó khăng khít, sợi dây nối hai người lại với nhau không phải là trách nhiệm con cái hay đánh giá của người khác, mà chính là sự ăn ý tương thông từ tâm hồn. Bất kể niềm vui, nỗi buồn nào cũng đều chia sẻ với nhau, cùng động viên nhau vượt qua và tiến về phía trước, bản mệnh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sức khỏe có phần đi xuống, bản mệnh dễ gặp các triệu chứng như đau nhức xương khớp, tê chân, chuột rút bất ngờ, do bạn thiếu vận động cộng thêm việc thời tiết nên như vậy đó. Ngoài việc giữ gìn cơ thể, thì nên rèn luyện thường xuyên để tăng cường thể trạng, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Giáp Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Giáp Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ uy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng, phù hợp với tuổi Giáp Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, tỳ hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Giáp Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Thiềm thư phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần. Với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thư phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thư phong thủy, gia chủ Giáp Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh khuyển, là linh vật của tuổi Tuất, mang ý nghĩa với con người, cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ, sẽ có khả năng trấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì nhà sang, chính vì nằm trong bộ tam hợp, nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Giáp Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Giáp Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị,
Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành. Ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Giáp Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài, thì gia chủ Giáp Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng, sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Giáp Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.